Anh đẹp thắp hương này. Anh đẹp ơi. Đâu rồi anh ba cây. Thắp cho cậu à. Hoàng Hải bảo ông Thuyết đưa cho bố mượn gói thuốc ấy. Đây, đây, đây. Kia vào cắm cho ông này nhanh. Đây, đây, bật, bật lửa, bật lửa. Đây, ra đây. Bật lửa đấy, đây, đây, bật lửa. Bố đưa ông cây cắm cho ông ơi. Con này. Về về đi, lại ông ơi. Xu cắm cho ông đi nhanh con. Đây đi ra đây. Ra đây cắm. Lại ông đây, đây ra lại. Cắm, cắm rồi đây. Cắm ở ngoài không dí vào nhau rồi, đây nhau rồi. Rồi, đi ra tôi đi xuống. Đi xuống. Này, mời cậu điều thuốc nhá. Có hương ngoài kia cho ông ngồi đi. Cắm đi con. Rồi. Có hương ngoài kia cho ông chưa? Đủ chưa? Đủ có người ngoài kia. Rồi, rồi hết rồi. Có ai chưa? Cắm ra đây hết cho các cụ nhá. Rồi ra ra tận ra thắp hương cho cụ đi. Từ trước giờ đã có cái xung rồi. Cái đấy là cái xoài chứ. Ở bên này. Xoài, cái này là cái xung. Rồi ra thắp hương cho cụ đi. Đi thôi, đi thôi. Không đốt luôn rồi. Hiện tại qua đây. Bông thối đâu rồi? Bông thối ở nhà chơi em Hoàng. Đi nào, đi nào. Mấy đứa trẻ này đứng ở trên đây nhá. Đi đường nào nhỉ? Đấy, nhảy xuống đây. Ui. Thôi xu 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 trong này thôi.
bật lửa đâu rồi? Bật lửa đâu không? Cậu Thuyết cầm không? Em cầm. Một ông bên ngoài nhá. Giữa này. Một ông khác thì thích là mộ người ta. Ông người ta. Hòa quá. Nghe em đi đứng về sau này. Có quả à? Có bị lội anh? Con gì đấy? Xin ông đi. Xin ông giờ năm nay vào đầu năm học học giỏi là sao ông ngoan. Đây các mấy đứa là chịu khó xin ông nha. Ông phụ cho. Xin chưa? Xin rồi. Ông cắm ở kia mà. Ừ, cứ cắm ở đây cũng được. Xin ông đưa xin đưa xin ông đưa xin phụ ấy. Nước à? Nước để cho bố cắm nha. Cắm đây luôn con cắm ở đây, con cắm ở đây. Cắm trong đấy. Cắm bình hòa đấy được không sao, cắm ở đấy. Rồi. Rồi. Hết hương rồi à? Hết rồi. Còn hương mang sang cắm ông bà bên kia nhà hết rồi đâu. Thôi. Thôi đi về.